Xin chào các bé. Các bé ơi, hôm nay chúng mình cùng học tên các con vật trong thế giới côn trùng nhé. Con gì đây? Đây là con kiến lửa. Con kiến lửa. Con gì đây? Đây là con chuồn chuồn. Con chuồn chuồn. Con gì đây? Đây là con muỗi. Con muỗi. Con gì đây? Đây là con gián. Con gián. Con gì đây? Đây là con ruồi. Con ruồi. Con gì đây? Đây là con nhện. Con nhện. Con gì đây? Đây là con mối. Con mối. Con gì đây? Đây là con tò vò. Con tò vò. Con gì đây? Đây là con bọ hung. Con bọ hung. Con gì đây? Đây là con kiến ba khoang. Con kiến ba khoang. Con gì đây? Đây là con dế mèn. Con dế mèn. Con gì đây? Đây là con ruồi giấm. Con ruồi giấm. Con gì đây? Đây là con bọ cánh cam. Con bọ cánh cam. Con gì đây? Đây là con bướm. Con bướm. Con gì đây? Đây là con trâu trấu. Con trâu trấu. Con gì đây? Đây là con bọ ngựa. Con bọ ngựa. Con gì đây? Đây là con đom đóm. Con đom đóm. Con gì đây? Đây là con bọ lá. Con bọ lá. Con gì đây? Đây là con ve sầu.
con ve sầu. Con gì đây? Đây là con bọ que. Con bọ que. Con gì đây? Đây là bọ sâu tai. Bọ sâu tai. Con gì đây? Đây là con sâu bướm. Con sâu bướm. Con gì đây? Đây là con xén tóc. Con xén tóc. Con gì đây? Đây là con bọ xít. Con bọ xít. Con gì đây? Đây là con bướm đêm. Con bướm đêm. Con gì đây? Đây là con dẹp. Con dẹp. Con gì đây? Đây là con cháy. Con cháy. Con gì đây? Đây là con ong mật. Con ong mật. Con gì đây? Đây là con ve sầu vòi voi. Ve sầu vòi voi. Bài học chúng mình hôm nay đến đây là hết rồi. Các bé nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ bài học tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.